Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mèo đây. Và hôm nay chủ đề về cái lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đích rất là hay đấy từ bác Minh Béo. Thì hai ngày hôm qua chúng ta có thể thấy là khi mà chứng kiến sự trở lại của Việt Nam với đánh cái giải APL với những hai trận thắng cực kỳ là vang dội mà mình phải nói rất là lễ, vỗ tay ầm ầm cho các bác ấy. Thì trong đấy có một cái làn gió mới khi mà Bắc Minh Béo chơi một cái deck khá là hay, Lockbet biến thể, và hiện tại bác đang đứng ở vị trí thứ tư của Việt Nam. Đây các bạn có thể thấy là Lockbet biến thể này nó cũng là xuất thân từ cái deck Lockbet ngày xưa, thì có con Nai, Goblin hay là Goblin Barrel, Goblin Gang, Goblin Set. Thì sau đợt update này chúng ta có thể thấy là khi mà cái deck khi mà con Goblin này với lại con Nai bị nép rất là mạnh, vì vậy là cái deck này nó không còn mạnh nữa. Và một điều nữa là con Princy là con ngựa trắng này nó được boost rất là mạnh khi mà vừa boost ban vừa boost máu nữa. Thì vì vậy là sự trở lại của con Princy này là cực kỳ là lợi hại. Và Bắc Minh Béo bắt tận dụng ngay cái deck này, tận dụng ngay cái thời điểm update lần này mà thay cái con Princy và thay cho vào con Nai. Mà sau đấy là cân bằng cái deck này. Cái đơn giản được một điều là tại sao lại thay những con như kiểu Princy hay là con Golem IC vào trong cái deck này hay là Poison. Thì các bạn có thể thấy là deck Lockbet ấy, deck Lockbet là deck cấu rỉa, vì vậy là deck đấy phải nó là cái Eli của nó phải tầm từ 3.1 đến 3.3 là một cái deck cấu rỉa, vì vậy nó cần phải xoay nhanh. Vì vậy là việc cân bằng Eli ở trong cái deck này là kỳ là phải hợp lý. Vì vậy là các bạn có thể thấy là khi mà thay đổi cái deck này, deck Lockbet bằng cái deck Lockbet biến thể này, thì bác thay bằng ba thẻ đấy chính là Princy thay cho con Nai làm tank. Tiếp theo là Golem IC là một PD tank khá là ổn, và Poison thay cho Rocket để cân bằng được Eli. Thì chúng ta còn xem là bác đánh như thế nào, vì bác dùng cái deck này để leo lên 5k2 cực kỳ là hay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái trận đấu mình bắt đầu trận đầu tiên đây. Chúng ta cùng chờ xem ở đây là deck gì đây, mình không cần phải qua, mình không cần nhìn với lại cái trận trước thì thố như nào. Khởi đầu với lại có preset, với lại có Golem IC và có Princy, thì mình chờ đợi xem là đối phương sẽ tha thẻ gì trước. Trong tình thế này thì hot, họ thả hot trước thì xử lý một cái rất là cơ bản, đó chính là sử dụng Tornado để kích hoạt kéo hot về King Tower để cách active đó. Với những người chơi kinh nghiệm như thế này thì họ chỉ cần một ra 22 hay 3 thẻ thôi đầu ngay từ ban đầu thì họ cũng biết được là họ sẽ chơi, đối thủ sẽ chơi deck gì rồi. Với bên của Alan là chơi deck Hawk Mota, deck này cũng cực kỳ là khó chịu, và cũng kiểu là nó cũng kiểu là cấu gì á, mà cái Mota thì cực kỳ là khó chịu. Còn với deck của Minh Béo thì bác ấy có hai con tanh, một là con Golem IC, hai là có con Princy. Nhưng mà trong những cái deck như kiểu như thế này á thì cần phải khe được con Princess để nó có thể support được cho con Princy, tại vì là nhìn cái deck của Alan ấy, họ có một cái đàn ruồi và một cái đàn bét. Thả con Princy ngay cầu. Đấy các bạn có thể thấy là cái con Princy khi mà làm thủ rất là ok, tuy nhiên khi mà công ấy thì nó sẽ bị chặn bởi những con như kiểu là Goblin ngang. Trong những tình thế như thế này thì mình nghĩ là phải khe được con Princy hoặc là giữ được Poison để boy để có thể giết chết được đàn Bet với lại đàn Min Hoarder thì mới thắng được. Và chúng ta có thể xem là cách xử lý như thế nào. Đây là một deck khá là hay, cũng mang hơi hướng lock, mang hơi hướng cấu gì ạ. Tiếp tục thả Princess để và Princy thả ngay thả ngược. Phải nói là Alan là người chơi rất là thông minh khi mà đặt Mota xong rồi sử dụng Goblin Gang để đánh lạc hướng con Princy rất là tốt, và dùng giáp để giết được đàn Goblin Gang. Tiếp tục thả Princy và thả con Golem IC làm tanh. Tuy nhiên thì trong đơn này thì con Mota nó lại bắn vào trụ luôn rồi, rất là nhanh.
còn bị họ sẽ dùng Lock Mirror Holder. Poison tuần này rồi, Poison tuần này không 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 dùng Poison tuần này rồi. Tuy nhiên là Mirror Holder vẫn nằm xuống rồi. Dolomacy, Tornado đâu chưa có. Một đợt boost rất là mạnh mẽ này thì không biết họ thủ như nào đây. Thủ bằng Goblin Gang. Nhưng mà Poison được tuần này rồi, vì vậy là họ không một điện đến từ con Prince. Vâng, 2 hit luôn, 3 hit luôn. Phải nói trận này thì khá là may mắn. Khá là may mắn đến từ cho các Minh Béo. Tại vì đơn khi mà họ, tại sao họ lại không thả Goblin, coi mấy con ruồi để có thể counter được cái con Prince. Con Prince Sì. Tiếp theo là trận thứ đây, trận thứ 3 đây, chúng ta chờ xem là deck gì đây. Chạm chán là một cái deck của Kibro là một cái deck vẫn là Mota, cực kỳ là khó chịu. Ở trong những cái bài này khi mà Mota mà lại có con đàn ruồi mà trong cái deck của Minh Béo lại có một cái lock, như vậy là khá là khó xử lý. Vì vậy là cái vai trò quan trọng ở trong cái deck này, trong cái trận đấu ấy, như thế này á, thì là con preset cực kỳ là phải quan trọng, bởi vì khe được con đấy thì mới có thể thắng được. Mà trong cái bài này thì họ là một cái giáp, mà ở trong cái bài này của Kibro thì lại một cái là một, họ mang giáp Barrel của Minh Béo thì cũng đã mắc rồi. Vì vậy là rất là lợi thế cho Minh Béo trong cái bài này. Tiếp tục thả Golemacy đấy kia không? Rất chuẩn xác. Họ tiếp tục đặt Mota để gây sức ép. Còn Mota đã bắn chạy theo là Goblin Gang rồi. Bây giờ tiếp tục là Prissy. Con PC cực kỳ là mạnh mẽ. Nhưng mà mình nghĩ là trong cái turn này á, khi mà hãy tận dụng được cái khả năng push của con PC. Đã, con nào cũng vậy, khi mà Bandit hay là con Mega Knight, hãy tận dụng cái khả năng push của nó, push ra. Vì vậy là đặt khoảng cách một cách an toàn thì sẽ tận dụng được điều đấy. Họ có một cái giáp. Nhưng mà ở giáp trong cái này các bạn thấy là lợi thế cho Nick Minh Béo là ở đấy. Thì Barrel đã mắc rồi thì giáp không quan trọng. Còn giáp hay không? Sợ lock rồi. Nhưng mà khi mà họ lock rồi thì chắc khi mà họ lock Barrel rồi thì họ sẽ cất khó xử lý cho con preset ở bên kia, hướng bên kia và đoàn Goblin Gang. Mota mà gặp Hawk thì là một khá là khó cho Hawk. Tuy nhiên thì Hawk Mota gặp những cái deck mà kiểu mà nó đông quân ấy, nó cấu gì á, hoặc là có những cái mini tank thì Mota gọi là rất là bối rối trong những cái này kiểu đánh. Đấy, các bạn có thấy là con preset được rất là tốt, xử lý rất là tốt. Bên kia thì là Knight, một mình con PC có thể cân được cả 3-4 con, vừa Knight lại vừa cả đấy. Có sự hỗ trợ trong cái deck này, nó có sự hỗ trợ của Golemacy. Golemacy làm tanh cho con PC cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là hợp lý. Và Poison cũng đã bắt được đàn chọn này rồi. Bây giờ họ tiếp tục cùng Hawk. Bên này vẫn có Poison rồi, không có nhiều hit đến từ con Hawk đầu, 2 hit rồi. Vâng, chỉ có 1 hit rồi. Bây giờ là giáp. Họ không thể giáp trong tên này được, vì nếu mà giáp thì tốn daily và cũng không bắt được đàn 3 con Goblin của Goblin Barrel. Vâng, 1 hit của Goblin Spear thì đã quá đủ rồi. Tiếp theo chúng ta cũng đến với lại trận thứ 2 này. Trận số thứ hai này thì mình chiên qua một deck thì mình thấy là rất là khó cho Minh Béo, bởi vì là hầu hết các quân của cân tấn công của Minh Béo đều bị counter bởi những quân của con của người chơi là Theola này, Papa Theola. Thì mình xem là liệu rằng là sơ hở trong cái deck này là ở đâu để mà Minh Béo có thể thắng được trận này. Tại vì là nhìn qua là deck bị counter 100%. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào trận số 2 này. Khởi đầu với những deck mà deck của Minh Béo ấy mà ngay trên đầu đã có preset thì mình nghĩ là thả preset được ngay, thả về phía dưới và cho nó đi lên từ từ.
và họ họ sử dụng cái poison để xử lý con preset. Với những deck mà có golem ấy, mà nó không có bình thì hầu hết đợi golem push, golem họ sẽ thường là push ở vị khi mà x 2 ly nhìn 2 ly và họ dùng barrel để counter. Và các bạn thấy là thực ra con nào cũng bị counter hết, giáp rồi là goblin gang. Bất đắc sĩ khi mà phải thả con preset, con PC này để là để chặn con flying machine. Các bạn thấy là flying machine nó mặc dù là ít máu như vậy thôi nhưng mà khi mà nó bắn thì là bắn cực kỳ là đấy. Mình gặp những cái deck mà có flying machine cực kỳ khó chịu. Mình nghĩ là cái thẻ bài này cần phải nên mình ép. Với giá trị 4 ly thế này thì hơi quá. Đấy, tôi cảm thấy là tốc độ bắn tôi cũng nó rất là nhanh. Tiếp tục là quang barrel cho mình béo. Nhưng mà khi mà đã bị counter này, cứ ra con nào bị counter như vậy thì khó. Mình cùng chờ xem là họ lỗi như thế nào. Đây, mình ra thời cơ này, thời cơ này boost pin C ở trong tơ này. Và họ chậm hơn Ellie khi mà thả ba con xương. Vì vậy, đây là chính là cái thời cơ mà thay đổi diện trận đấu này. Mình đã cảnh báo trước là trận này rất là khó ăn cho mình béo, nhưng mà khi mà thắng là chỉ thắng khi mà họ thả lỗi thôi, hoặc là họ chậm hơn so với cái nhịp của mình béo. Họ dùng flying machine để giết con preset. Pha xử lý khá là cơ bản khi mà dùng cơ đồ để kéo con golem, con golem vào trụ king tower. Còn 50 giây nữa thì xử lý như nào đây? Họ tiếp tục push golem. Mình nghĩ là trong bài này push golem là một điều không hợp lý một tí nào. Nhưng mà không hợp lý cũng chẳng còn có gì để push được. Tại vì là những quân của Paracel thường hầu hết đều là những quân thủ thôi, không có tấn công. Mà chỉ đợi khi mà có golem là tanh rồi thì mới công. Đấy, hầu hết những deck golem là như vậy. Và dùng Valado luôn. Mình nghĩ trong cái tên này đáng lẽ nếu mà theo làm nó thắng là thường họ phải dùng cái Tornado kéo luôn tất cả mọi thứ vào trong về trụ cái trụ bên trái của mình béo và xử lý như thế thì họ mới có thể ăn được. Nhưng mà tiếp tục họ lại kéo một cái kích tạc của Golem nữa thì mình nghĩ họ đánh ra lỗi. Đấy, có hai lỗi mà mình phát hiện ra trong cái deck này, trong cái trận này để mình béo có thể lên được. Và trận cuối cùng chúng ta cùng chờ xem là chúng ta đánh giá này. Vâng, deck Lobbed và Spell này cũng rất là khó bởi vì là phụ thuộc vào barrel, phụ thuộc vào con preset và phụ thuộc vào cái barrel. Tuy nhiên thì họ có cả Lob này, họ có cả giáp thì họ sẽ giữ lại giáp để giết con giết ở đâu họ sẽ dùng Lob để họ sẽ dùng Lob để bắt cái để bắt con barrel và tiếp theo là dùng giáp để giết giết đàn goblin gang và giữ lại cái con mega giữ lại mega hoặc là maskety để giết con preset của mình béo. Và chúng ta chờ xem là mình béo sẽ xử lý như thế nào đây. Một trận khó nhưng mà trong cái khó thì nó cái côn. Với những deck lock bet ngày xưa hay là bây giờ cũng chẳng hạn, khi mà gặp deck ba spell rất là khó, hoặc là những deck khác là mình deck của mình khi mà gặp ba spell mình cũng khó ăn. Chúng ta chờ xem là mình sẽ xử lý như nào đây. Dùng poison luôn là một vài pháp khá là an toàn. Khi tuy nhiên là khi mà họ thả Maskety kia xong rồi Giants thì chắc chắn là đoán được deck gì rồi. Hầu hết những cái deck mà những cái deck Giants hầu hết hiện tại thường là sẽ có Maskety để có mini Pekka để có ba spell nữa để gam con mega mia. Đấy, các bạn có thấy là tận dụng được khả năng push của con PC làm tank cực kỳ tốt. Bây giờ họ tiếp tục thám con Zion và dùng giáp, nhưng mà trong tên này họ không thể dùng giáp được, không thể dùng giáp được bởi vì là nếu mà giáp thì cũng không chết được. Rất là hay. Tiếp tục là push của con PC vào không và con và vẫn vào được, rất là hay. Nó tận dụng rất là tốt. Tiếp tục push PC tại vì deck của tàu này
Với deck của thằng tàu đấy là nó chỉ có một mình con mini P.E.K.K.A và con Giant thôi để có thể chặn đường được con PC. Bây giờ tiếp tục từ từ mà push rồi. Khi mà mình đã có lợi thế bây giờ thì mình không cần gì là phải nhanh hết. Poison gai cầu luôn. Và sử dụng Goblin Gang. Golem IC, đúng rồi, chặn gai cầu. Và con PC bên kia bán thì cực kỳ là ngọt. Rồi, ấy khai luôn. Cho nhanh nha. Rất tốt, các bạn có thấy là khả năng push. Khả năng push down của con PC cực kỳ tốt. Bạn đã biết lần này chứng kiến sự trở lại của PC cực kỳ mạnh mẽ luôn. Dùng dùng barrel để con giờ. Và không có một hit đến từ con mini PK. Và mình đã cảnh báo rồi, khi mà gặp những cái deck mà nó khó chịu như thế này thì tận dụng được thời cơ mà họ sai lầm thì đã là một cái thay đổi được cục diện trận đấu rồi. Và đấy là tất cả những gì mà mình nhận xét là cái deck của cho các bạn xem được là deck của Bắc Minh Béo đánh như thế nào, hiệu quả là làm sao và chất thời cơ như thế nào thì hợp lý. Và nếu các bạn nếm thấy hay thì nhớ copy lại deck và để lại một like cho Bắc Minh Béo. Cảm ơn các bạn. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.